fan. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Wow, hôm nay chúng ta sẽ chọn những cái xe để lao xuống cái con sân này các bạn. Cái đoạn đường rất là dài luôn nha. Nhìn lại vậy kìa. Giờ mình sẽ bắt đầu chiếc xe đầu tiên này. Một chiếc xe đi viên ngược các bạn. Chiếc xe nhìn ngầu chưa kìa. Cắm đầu xuống dưới kia luôn các bạn, không thấy đâu luôn, mất tích luôn rồi. Và tiếp theo có gì đây các bạn? Và tiếp theo chúng ta có chiếc kit của Hottie Tech O 33 số 86 và số 8 này. Đi chụp chỗ nào? Xe dừng lại, wow, và lao thẳng xuống dưới luôn các bạn, quá nhanh luôn kìa, thấy chưa? Không kịp nhìn luôn, xịn sò luôn kìa các bạn. Mọi người sẽ được hiện được tiếp theo là Lightning McQueen 95. Xe lao xuống kìa các bạn, cắm luôn vô cái chiếc khác rồi. Và đây là Sally Cara. Stormweather các bạn, một chiếc xe 2.0 Disney khá là lần xịn luôn. Wow, đã vậy kìa. Xe cắm vào đi nước luôn kìa. Rất là xịn sò. Giờ mình sẽ đặt chiếc xe lên đây. Tiếp theo chúng ta có Fabulous Hudson Hornet. Chiếc xe cắm luôn cái đầu dưới nước tụi bạn. Quá xịn luôn. Đây chúng ta có chiếc xe không nha. Và đây là một chiếc xe người nha. Quay chưa kịp thả bi mà nó rớt xuống dưới luôn các bạn. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Và đây là Francesco các bạn. Wow, Francesco lao đầu xuống dưới luôn các bạn, rất là ngầu luôn. Và ở đây mình có quá trời xe đã cắm đầu dưới đây luôn các bạn. Nhìn đã chưa kìa, đến video đừng quên để làm like share với mình nha các bạn.